Chào mừng các bạn đến với các khóa học của Trung tâm Đào tạo Kế toán Việt Hưng. Ở video này, các bạn sẽ đi vào tìm hiểu nội dung trong khóa học thực hành kế toán mảng sản xuất lắp ráp, đó là một mảng đặc thù. Các nội dung trong khóa học sẽ được chia làm 3 nội dung chính. Ở nội dung đầu kỳ, các bạn sẽ được tìm hiểu về việc bàn giao sổ sách kế toán từ kế toán cũ để nắm được các số liệu, cũng như quy trình của một công ty. Thực hiện việc khai báo các dữ liệu đầu kỳ để có được một báo cáo liên tiếp theo các năm. So sánh và kiểm tra đối chiếu sai sót giữa sổ tổng hợp và sổ chi tiết. Nội dung của phần 2, các bạn sẽ đi vào cách hạch toán, các chứng từ phát sinh trong kỳ, phân loại các dây chuyền công nghệ theo hoạt động của doanh nghiệp, hướng dẫn thực hiện việc định mức nguyên vật liệu cần thiết cấu thành nên các thành phẩm. Các bước hạch toán đối với mua công cụ và tài sản cố định, thực hiện lập bảng lương và hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến lương, bảo hiểm xã hội, hướng dẫn tách các chi phí lương và bảo hiểm đối với từng bộ phận, theo dõi lệnh lắp ráp, lệnh tháo dỡ hàng hóa, thủ tục bảo hành và nêu rõ các thông tin về thời hạn, điều kiện bảo hành, quy trình và nội dung công việc bảo dưỡng. Kiểm tra giám sát các trang thiết bị sửa chữa đi kèm. Nội dung cuối cùng hướng dẫn lập bảng cân đối tài khoản. Thực hiện việc khai báo các tờ khai hàng tháng, hàng quý cần phải nộp, các tỷ trọng trong báo cáo tài chính và cân đối các số liệu trước khi nộp. Trong giáo trình của Kế toán Việt Hưng, các bạn sẽ được lựa chọn các phương thức học phù hợp, bao gồm khóa tự học, học lớp online, lớp tập trung và một giáo viên kèm một học viên. Đặc biệt là các hóa đơn chứng từ các bạn sẽ được học trên giáo trình online kế toán việt hưng.com. Điểm nổi bật là các khóa học trên giáo trình online, mỗi một chứng từ một hóa đơn sẽ là một video hướng dẫn chi tiết hạch toán trên phần mềm. Ngoài ra, các bạn có thể lựa chọn học trên chính chứng từ tại doanh nghiệp mà các bạn đang làm việc. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ hôm nay. Đăng ký nhận tư vấn lộ trình bằng cách liên hệ đến các số hotline của trung tâm để được tư vấn và hỗ trợ ngay hôm nay.